Hi, xin chào hơn 30 triệu anh em đào Pi Network trên toàn thế giới nha. Trong clip này mình xin gửi tới các bạn một cái thông tin, những cái cá nhân, những cái con người đang rất nhiệt tình, phải nói là như thời điểm hiện nay thì ngày đêm đang dồn hết sức vào cái dự án Pi Network này, giúp cái dự án Pi Network lan tỏa đến mọi người, đặc biệt là người dân Việt Nam. Thì chúng ta sẽ điểm qua một vài con người, những cái pioneer, những người pioneer tích cực nhất của Việt Nam. Thì có thể nói đến ở khu vực phía Bắc, đó là chú Minh. Hiện tại thì chú đang ở Hải Dương, và các bạn cũng đã biết cái sự kiện mà chú đặt hơn 200 chiếc xe VinFast, cọc 200 chiếc xe VinFast để giúp lan tỏa cái dự án Pi Network này đến mọi người. Thì sau những cái buổi giao lưu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, và gần đây thì chú lại tiếp tục với hành trình giúp lan tỏa Pi Network đến mọi miền đất nước, đặc biệt là hiện tại thì đang ở khu vực phía Bắc. Đây, một cái thông báo mới ngày hôm qua, ngày thứ sáu, đến chú đang hiện tại là đang ở Hà Giang. Đó, đây là những hình ảnh ngày thứ ba chú giao lưu với các anh em đào Pi tại Thái Nguyên. Đó. Đây là một cái thông báo nữa của chú về việc chuyển nhượng xe tại Bắc Ninh. Đó, các anh em ở Bắc Giang, Bắc Ninh cũng có tổ chức một buổi họp cùng với chú. Đây là một thông báo về việc chuyển nhượng xe cho các anh em trong hội nhóm đào Pi ở Lạng Sơn, Bắc Cạn. Đó. Đây là cũng là một hình ảnh trong cái buổi họp của chú Minh tại Thái Nguyên diễn ra vào thứ tư. Đây là hình ảnh chú đi họp offline cùng với anh em Pi Network tại Tuyên Quang, Phú Thọ. Đó, những lịch trình rất là dày phải không các bạn. Đây chú còn soạn thảo hẳn một cái lịch trình rõ ràng với việc đi thực hiện lan tỏa Pi tại các cái địa điểm khác nhau. Ngày 12, 13 tháng 5 Hà Giang, ngày 14 là Lào Cai, Yên Bái. Đấy, ngày 15, 16 là Lai Châu, Điện Biên. Ngày 17 Sơn La, ngày 18 Ninh Bình, ngày 19 Nam Định, ngày 20 Hà Nam. Đấy, các bạn thấy không khác gì một cái đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc luôn, các bạn thấy không? Chú đi liên tục đấy, với cái tầm tuổi của chú mà đi như thế này cũng là một sức khỏe cũng khá là tốt đấy các bạn ạ. Rồi tiếp theo là đến các anh em ở khu vực phía miền Trung thì có thể nổi bật lên với anh Tài Bùi. Đó, anh Tài Bùi thì mọi người nếu mà thạo tin thì hay quan tâm đến dự án Pi Network thì cũng biết là anh hiện đang có một trang trại Pinot đấy, tại gia đình. Đó thì anh cũng đang có những cái chuyến công du tại khu vực phía Nam, ở Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Dương, rồi Long An, Mỹ Tho, Tiền Giang. Đây là buổi họp của anh tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Đấy, rất vui phải không các bạn. Đây là hình ảnh anh họp cùng với anh em đào Pi Network tại Bình Dương. Đây, trao nhau áo kỷ niệm về Pi Network. Đây là Vũng Tàu ngày mùng chiều ngày mùng 5 chiều 5 ngày 6 ngày 7 thì ở đây không phải nhầm, sorry, đây là 8 giờ sáng mai tại Vũng Tàu, ngày mùng 7 tháng 5 rồi. Đó. Và khu vực phía Nam thì chúng ta có thể thấy là có anh Dương Hiển Dũng. Đó. Thì anh Dũng thì theo những thông tin mình được biết thì trước anh cũng có làm việc tại ngân hàng, và hiện tại thì gần như là anh đang dồn hết tâm trí của mình vào cái dự án Pi Network này. Đó, anh là người sáng lập ra cái diễn đàn phổ cập Pi Network, và có rất nhiều những cái bài đăng, những cái thông tin liên quan đến dự án Pi Network này. Anh Dũng thì không không có những cái chuyến đi như là chú Minh hoặc là anh Tài Bồi, nhưng mà hiện tại thì anh đang hoạt động rất tích cực ở trên không gian mạng đó, đặc biệt là Facebook rồi và các cái diễn đàn mà anh ấy lập, những cái diễn đàn trên Facebook anh lập lên, anh ấy hoạt động rất tích cực. Đây đấy, những cái bài viết của anh ấy được cập nhật liên tục về dự án Pi Network này, các bạn thấy đấy. Thậm chí anh còn thông báo là anh không
không dùng tài khoản Facebook cá nhân nữa mà chuyển qua hẳn cái page của Capi Network và group của Capi Network để có thể giao lưu cùng với mọi người, với anh em Đào Pi Network đó. Thì những cái cá nhân, những cái con người như thế này thì trong phạm vi gọi là mình biết được thì cũng xin gửi tới thông tin với các anh em để mọi người có thể gửi lấy các chú, các anh những lời tri ân, những lời cảm ơn việc làm mọi người đã thực hiện với dự án Pi Network này. Thì nếu mà chú Minh, anh Tài Bùi, anh Dũng mà nếu có tình cờ xem được cái bài viết, cái clip này của kênh chúng em thì cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe tới mọi người, giúp chúc chú và các em có nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cái công việc giúp lan tỏa Pi Network này đến nhiều người hơn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.